Tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai ứng viên tài năng, Huỳnh Hà My và Đặng Thiên Phủ. Hà My là người sản xuất các video nổi tiếng về ẩm thực, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế. Thiên Phủ, một chàng trai bản lĩnh, nhiều tham vọng, đã chinh chiến nhiều năm trong lĩnh vực marketing thương mại. Họ sẽ đối đầu với nhau qua một chủ đề vô cùng thú vị. Công ty nên khuyến khích hay hạn chế tình yêu nơi công sở? Tình yêu công sở sẽ giúp cho chúng ta đồng cảm, sẻ chia, thấu hiểu, tin tưởng nhau. Làm sao được? Công ty và doanh nghiệp thì không nên hạn chế tình yêu bởi vì bốn lý do sau đây. Tình địch là phải coi như kẻ thù. Ứng viên nào sẽ tỏa sáng và giành được các mức đãi ngộ tuyệt vời từ các sếp? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Với tiêu chí phỏng vấn thực, thương lượng thực, việc làm thực, chương trình Cơ hội cho ai mùa 4 không chỉ tạo cơ hội việc làm cho các ứng viên trên mọi miền đất nước mà còn giúp các ứng viên có những bước tiến bứt phá hơn trong sự nghiệp. Sau 8 tập phát sóng, đã có 9 ứng viên xuất sắc thành công chốt deal với các sếp và nhận được những mức lương, đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Vượt lên trên sự kỳ vọng của họ, các sếp cũng đã lựa chọn và chiêu mộ được những ứng viên phù hợp về với doanh nghiệp của mình. Sếp Tiến và sếp Quyền dẫn đầu với 3 ứng viên. Sếp Thuấn giành được 2 ứng viên. Sếp Nga, sếp Dũng và sếp Trí mỗi người có 1 ứng viên. Với sự tự tin, nhiệt huyết và màn chinh phục các sếp đầy ấn tượng, ứng viên Trịnh Hoàng Quân đã nhận được 4 đèn xanh với quyết định gia nhập tập đoàn của sếp Hoàng Nam Tiến, vị trí trưởng phòng kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu khi mà nhận công việc và về mái nhà FPT, mọi người cho tôi cái cảm nhận không như tưởng tượng, không như là một người từ truyền hình ra ngoài, mà mọi người đều có sự quan tâm hỏi han, nên là tôi cảm nhận được cái sự ấm áp, ấm cúng trong môi trường, trong văn hóa này. Và bản thân tôi vẫn luôn cố gắng hàng ngày sử dụng hết năng lượng của mình, khả năng của mình để đóng góp xây dựng và sự phát triển của FPT Telecom. Sau khi tham gia chương trình Cơ hội cho ai, tôi đã có may mắn và có cơ duyên gặp được người sếp mà tôi hằng ngưỡng mộ, về được một môi trường mà tôi rất yêu quý. Đúng như tiêu chí của chương trình là phỏng vấn thật, thương lượng thật và việc làm thật. Sau 6 tháng, chúng tôi sẽ đánh giá và định hướng cho Quân dựa vào cái kết quả thực tế. Tôi cũng rất hy vọng với ý tưởng, những cái sáng tạo trong công tác làm việc của Quân thời gian qua sẽ đem lại thành công cho chi nhánh cũng như là cho FPT Telecom chúng tôi. Phạm Huyền Trinh, một cô gái ham học hỏi và đầy tiềm năng, đã khiến các sếp của chúng ta phải tung ra những chiêu thức để mời cô gái này đầu quân về với doanh nghiệp của mình. Cuối cùng, Huyền Trinh đã chọn sếp Vũ Minh Trí với vị trí chuyên viên nội dung mạng xã hội. Sau khi chốt deal thì ban nhân sự của Asian Group đã ngay lập tức liên hệ với tôi để sắp xếp cho tôi thời gian mà tôi có thể đến trao đổi công việc. Và đây cũng là một cái nơi mà có chính sách phúc lợi rất tốt. Và sếp Trí là một người mà tôi đã ngưỡng mộ. Ở sếp thì còn có những cái tinh thần truyền động lực rất là lớn về sự sáng tạo, về sự chinh phục cho mỗi nhân sự. Thì tôi thấy rằng là đây chính là một cái môi trường mà nó thực sự rất là phù hợp với tôi. Đối với Huỳnh Trinh thì tôi thấy là bạn hiểu rất rõ là bạn muốn gì, bạn biết gì và bạn chưa biết gì. Ở Gen Z mà đang có một tư duy rõ ràng như vậy thì tôi đánh giá là rất là hiếm. Bằng sự điềm tĩnh, nhanh nhạy, dễ dàng vượt qua các thử thách khó của các sếp, ứng viên Lê Thanh Bình cũng đã xuất sắc nhận được offer với vị trí là phó phòng pháp chế của sếp Lê Đức Thuấn. Chương trình Cơ hội cho ai như là một sàn đấu để mình có thể thể hiện hết được khả năng của mình, cũng như là một cái nơi để kết nối mình với các doanh nghiệp lớn, và cuối cùng thì là một cái cơ hội để mình kết nối với bạn Ngọc và đã tới đây để thực hiện làm việc công tác. Đây là một môi trường có thể cho mình sự phát triển, nó đa ngành nghề, nó cho mình một cái tương lai, con đường nó phù hợp với lại cái kế hoạch phát triển của mình. Cái điều mình khá đánh giá cao và khá thích ở công ty là cái sự sẵn sàng hỗ trợ của các bạn cũng như là các cái phòng ban khác tới cho mình để mình có thể là hòa nhập sớm nhất với lại nắm được thông tin và công việc nhanh nhất có thể. Chúng tôi đánh giá bạn Bình là một người có kiến thức cũng như kinh nghiệm, và bạn có một cái nền tảng trau dồi rất tốt. Bạn cũng siêng năng trong công việc và luôn luôn cầu tiến. Định hướng phát triển của bạn Bình trong thời gian tới, trước tiên phải hội nhập thật nhanh vào công ty. Ứng viên quốc tịch Nga Nguyễn Hoài Thu đã có màn trình diễn tốt qua các vòng thi, nhưng thiếu một chút may mắn khi không có offer nào đáp ứng được mức lương kỳ vọng. Nếu như ở những mùa trước, ứng viên Hoài Thu đã phải ra về. Nếu là ở những mùa trước, bạn sẽ phải ra về. Nhưng năm nay, với sự thay đổi của chương trình để mong mang tới nhiều cơ hội hơn cho các ứng viên, thì bạn sẽ được lựa chọn một trong hai sếp để thỏa thuận nếu như bạn dùng quyền thương lượng. Bạn có muốn dùng quyền này không? Dạ, em có.
Hoài Thu chọn sử dụng quyền thương lượng để thuyết phục sếp Hoài Nam Tiến trao cơ hội cho mình với mức lương 24.999.999 đồng. Hoài Thu gia nhập vào cái đội ngũ marketing thì khoảng được hơn một tuần. Thì trong một tuần đó, bạn cũng thể hiện ra được mình là một bạn ứng viên rất là năng động, ham học hỏi cũng như là không có ngại để mà thử thách những cái vị trí mới hoặc là những cái lĩnh vực mới. Ngoài ra thì tôi còn thấy bạn có một cái điểm nổi bật, đó là cái khả năng ngoại ngữ và cái kỹ năng quản lý khá là tốt. Thì những cái kỹ năng này nó sẽ giúp bạn phát triển được trong cái công việc sắp tới của bạn. Tống Hương Giang, ứng viên trẻ tài năng, lựa chọn Thắng Lợi Group là nơi gắn bó lâu dài với vị trí phó phòng Digital. Hiện Hương Giang đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và được sếp Nguyễn Thanh Quyền hỗ trợ nhà ở cũng như phương tiện đi lại. Chúc cho các ứng viên của chương trình Cơ hội cho ai mùa 4 sẽ nắm bắt được những cơ hội mà các sếp đã kỳ vọng và cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của doanh nghiệp. Thành Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cơ hội cho ai Who Chance một thứ tư. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, với những khán giả yêu mến chương trình thì chắc hẳn quý vị cũng đã vô cùng thân thuộc với chúng tôi, thân thuộc với các sếp ở trong chương trình Cơ hội cho ai, và quý vị cũng đều biết tới những phần thưởng vô cùng lớn mà chương trình dành tặng cho các ứng viên. Đó chính là cơ hội, đó chính là việc làm và đó chính là môi trường làm việc ở những doanh nghiệp. Mỗi sớm mai thức dậy, chúng tôi luôn tỉnh thức hiện thực giấc mơ phụng sự cho 1 triệu tổ ấm. Thắng Lợi Group hướng đến là một tập đoàn kinh tế đa ngành với sứ mệnh vì một cuộc sống hạnh phúc hơn bằng phương tiện tạo ra những sản phẩm nâng cấp sống. Chúng tôi không chỉ xây dựng các ngôi nhà mà chúng tôi tạo ra tổ ấm. Chúng tôi không chỉ phát triển đô thị mà chúng tôi kiến tạo tương lai. Năm 2022, Ellie vinh dự nhận giải thưởng nhà bán lẻ thời trang châu Á. Chúng tôi đang chuẩn bị những bước đầu tiên để tham gia vào thị trường quốc tế. Thành công lớn nhất là giữ được toàn vẹn bản sắc Việt nhưng lại hấp thụ hoàn toàn công nghệ Nhật Bản, đưa công ty trở thành thương hiệu thời trang Việt Nam cao cấp bậc nhất châu Á. Sức mạnh và tiềm năng của công ty không phụ thuộc vào những con số hay nhà xưởng mà nằm ở chính con người. Chúng tôi đặt cho mình một vai trò, một sứ mệnh để là tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, thế hệ Z và tất cả các bạn cần phải có 4 phẩm chất. Đấy là tư duy, phản biện, độc lập. Điều thứ hai là phải có khả năng tự học, lifelong learning, học tập suốt đời. Điều thứ ba là các bạn phải có một phong cách sống khác biệt. Và thứ tư, hãy nhớ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ để làm việc và ngôn ngữ để sống, không là ngoại ngữ nữa. Chúng tôi là một nhà mạng công nghệ thế hệ mới. Chúng tôi làm một cuộc cách mạng về viễn thông. Cái yếu tố đầu tiên chúng tôi lựa chọn những ứng viên là chắc chắn đó sẽ phải là sự đam mê, chinh phục những cái mới. Các bạn phải thực sự là chính mình và các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên nếu như các bạn thực sự chứng minh được mình là một người muốn phát triển trong những cái tổ chức của các sếp. Triết lý kinh doanh và sứ mệnh công ty Dan Food rất đơn giản: mang những sản phẩm gia vị sạch vùng miền đến với những người tiêu dùng trên cả nước và cả ra nước ngoài. Mình rất cần những bạn chăm chỉ, năng động, khát khao cùng mang cái gia vị vùng miền sạch Việt Nam ra thế giới. Mình nghĩ đối với các ứng viên thì mình thích nhất là cái tính trung thực, chăm chỉ và tất nhiên có cả sự thông minh. Đấy là những quan trọng nhất, còn kỹ năng thì có thể học sau. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với cặp ứng viên. Đặng Thiên Vũ, 29 tuổi, đến từ Bình Định, cử nhân quản trị marketing, Đại học Tài chính Marketing, thạc sĩ hệ thống thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,
hơn 6 năm ở vai trò quản lý và phát triển kênh phân phối, quản trị ngành hàng và hoạch định chiến lược Trade Marketing, đạt nhiều thành tích xuất sắc tại nơi làm việc trong năm 2020-2021. Trong cuộc sống, tôi thường tìm đến những sở thích đó là về thú cưng, chăm sóc cho sức khỏe, mô tô, đọc sách, cũng như là đi du lịch đâu đó để biết được và trau dồi thêm kiến thức. Khi đến với chương trình Câu Hỏi Cho Ai thì tôi mong muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội, một nơi mình có thể là dốc hết tâm, trí lực để cống hiến và gắn bó. Và đấy cũng là cơ hội giúp tôi có thể là hoàn thiện bản thân mình. Huỳnh Hà My, 31 tuổi, đến từ Khánh Hòa, 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất video, là tổ chức sản xuất cho kênh YouTube ẩm thực và du lịch Best Ever Food Review Show với 9 triệu lượt theo dõi. Video thực hiện tại Myanmar từng giành giải thưởng Webby Award được tổ chức bởi Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Kỹ thuật số Quốc tế. Sản xuất và đồng sản xuất hơn 100 video tại Việt Nam và hơn 10 series ẩm thực ở nước ngoài. Mình nghĩ là mỗi người đến với chương trình Cơ hội Cho Ai sẽ có một mục tiêu khác nhau. Với mình thì mục tiêu lớn nhất là sẽ cố gắng thu thập được thật là nhiều kiến thức, không chỉ từ những sếp đang tham gia chương trình mà là từ những người bạn chơi, những người bạn đồng hành chung với mình nữa. Thật sự thì nếu là mình của cách đây 10 năm thì đứng trước những chương trình hoành tráng và có độ đầu tư lớn như thế này thì mình sẽ rất là lo lắng vì không biết là những điều mình mang đến chương trình có được đón nhận hay không và có thú vị hay không. Nhưng mà mình ở thời điểm hiện tại thì không còn lo lắng nữa, tại vì mình biết là điều duy nhất mình mang đến chương trình là những câu chuyện thật, đến từ những trải nghiệm thật của mình, và mình rất là háo hức để chia sẻ với tất cả mọi người điều đó. Hai ứng viên của chúng tôi đã sẵn sàng. Bây giờ sẽ là một quãng thời gian để các bạn nói thêm về mình những thông tin để có thể tạo ấn tượng với các sếp. Em xin kính chào tất cả các sếp, MC Thành Trung và tất cả các khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Hà My, em sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, Khánh Hòa, nhưng hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên môn của em là sắp xếp, quản lý và trực tiếp sản xuất các dự án liên quan đến video và các ấn phẩm nghe nhìn khác. Em là người đồng hành và phát triển kênh Best Ever Food Review Show. Em đến đây hôm nay không mang một bằng cấp gì, tại vì thật sự là em không có. Nhưng mà tất cả những điều mà em mang đến đây, tức là những trải nghiệm và những câu chuyện thật sự từ những kiến thức em đã thu nhặt được trong 10 năm làm việc. Và em hy vọng là nếu như mà em không được chọn thì em cũng mang lại một chút năng lượng tích cực cho mọi người và cho chương trình. Em xin cảm ơn ạ. Tiếp theo sẽ là phần giới thiệu của Thiên Vũ. Trước tiên, em xin phép gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý sếp, anh MC Thành Trung và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên Thiên Vũ, em đến từ Bình Định. Em có hơn 6 năm kinh nghiệm ở vai trò quản lý, phát triển kênh phân phối, quản trị ngành hàng, hoạch định chiến lược marketing nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh như là sản lượng, doanh thu, thị phần, tăng trưởng, lợi nhuận, bao phủ. Quan điểm của em trong công việc cũng như cuộc sống đó là thử có thể được hoặc không, nhưng không thử chắc chắn sẽ không được. Vậy nên em chưa bao giờ nản lòng hay là bỏ cuộc trong bất cứ trường hợp nào. Em đến đây là để tìm kiếm cho bản thân mình một đích đến mà ở nơi đó em có thể dốc hết tâm, trí, lực để cống hiến và gắn bó. Đấy cũng là cơ hội để em có thể hoàn thiện bản thân mình. Nếu các sếp cần một chiến binh luôn sẵn sàng ra trận, không ngại khó, khổ để mang chiến thắng về, thì các sếp sẽ không lầm khi chọn em. Em xin hết ạ. Hãy cùng xem với hai phong cách, với hai năng lực có vẻ như ở hai công việc rất là khác nhau, thì các sếp sẽ dành tình cảm cho ai đây? Bây giờ sẽ là chủ đề ở vòng đối mặt. Hãy cùng xem. Theo bạn, công ty nên hạn chế hay khuyến khích tình yêu nơi công sở? Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng lựa chọn xem ai là người trình bày trước. Xin mời hệ thống ánh sáng của chúng tôi. Hai phút dành cho Thiệt Vụ bắt đầu. Theo quan điểm của cá nhân em thì em nghĩ công ty nên khuyến khích tình yêu nơi công sở. Tình yêu công sở sẽ giúp cho chúng ta đồng cảm, sẻ chia, thấu hiểu, tin tưởng nhau, đồng thời hỗ trợ nhau để cùng nhau phát triển trong công việc và cuộc sống. Khi hai người làm chung công ty với nhau thì chúng ta có thể biết được những áp lực mà đối phương đang gặp phải. Cái đó chúng ta có thể là dễ dàng đồng cảm, chia sẻ và động viên nhau hơn. Khi hai người làm chung công ty thì chúng ta biết được nhiều thông tin về nhau, biết được những mối quan hệ của nhau, từ đó chúng ta có thể là tin tưởng nhau hơn. Ngoài ra, chúng ta hiểu được tính chất công việc của nhau, từ đó chúng ta có thể là hỗ trợ nhau để cùng nhau phát triển trong công việc và cuộc sống ạ.
Một dẫn chứng của em đó là em đã từng làm việc trong một công ty mà ở nơi đó ban lãnh đạo là khuyến khích tình yêu nơi công sở. Những anh chị này thì họ làm việc rất hiệu quả và công ty còn có những chính sách khen thưởng cũng như là khuyến khích là đồng nghiệp dẫn vợ chồng hoặc là người yêu của mình vô làm việc tại công ty. Hiển nhiên là họ đạt được những cái mục đích như em đã chia sẻ lúc trên. Đó là tư duy của Thiên Vũ. Xin mời câu hỏi phản biện từ phía Hà My. Ok, bạn vừa mới nói là công ty cũ của bạn khuyến khích tình yêu nơi công sở. Bạn có thể cụ thể giùm mình là khuyến khích bằng cách nào và dựa trên những tiêu chí nào được không ạ? Dạ, thì em cũng chia sẻ là lúc đầu thì em vô thì em thấy là trong công ty nó có khá là nhiều cặp là vợ chồng với nhau. Sau khi tìm hiểu thì em mới biết được rằng đó là một người chồng làm, có thể làm sale. Sau đó là người chồng mới giới thiệu người vợ vô làm bên Facebook để hỗ trợ anh chồng đó làm công việc, cũng như là một người vợ làm nhân sự và giới thiệu anh chồng đó anh làm bên kho quỹ. Hiệu quả công việc của mọi người đạt được một mục tiêu nhất định và cả hai đều có thể là đồng hành hỗ trợ với nhau. Và ngoài ra nếu là trường hợp bạn hai người yêu nhau trong công ty, khi mà hai người cưới nhau thì công ty sẽ có những chính sách thưởng riêng cho những cặp đó. Vậy thì bạn đối mặt với những cái phản ứng tiêu cực từ những người khác mà họ không có người yêu trong công ty như thế nào? Dạ, thực ra thì cái quyết định của ban lãnh đạo đúc kết từ những gì đang xảy ra. Có nghĩa là ở hiện tại công ty em thì cái việc mà vợ chồng làm chung một công ty hoặc là tình yêu công sở nó không gây ảnh hưởng tiêu cực đến công việc, mặt khác là nó mang lại hiệu quả công việc, cho nên là sếp mới khuyến khích cái chính sách đó. Mình đang hỏi về các bạn nhân viên, mình không chỉ nói tập trung về ban lãnh đạo. Có nghĩa là khi mà một nhân sự vô công ty là vẫn đảm bảo theo quy trình tuyển dụng bên nhân sự. Chỉ khuyến khích đây có nghĩa là những người trong nhân sự trong công ty sẽ giới thiệu người nhân sự khác vô công ty để làm việc. Mà ưu tiên là người mình có tình cảm. Dạ không, có nghĩa là ở đây ban lãnh đạo là muốn ưu tiên những người mà có thể là vợ chồng là những người mình có tình cảm, đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho Hà My trình bày quan điểm và tư duy của mình. Xin mời. Rất cảm ơn Thiên Vũ đã chia sẻ quan điểm của bạn. Thật ra là nói hỏi nhiều cái câu để làm khó Thiên Vũ như vậy thôi. Nhưng mà My cũng đồng ý với ý kiến của Thiên Vũ. Đó là công ty và doanh nghiệp thì không nên hạn chế tình yêu bởi vì bốn lý do sau đây. Thứ nhất, từ điển Việt Nam định nghĩa hạn chế có nghĩa là giữ lại, kìm lại trong một giới hạn nhất định và không để cho vượt qua giới hạn đó. Thì từ này gắn liền với các lĩnh vực như là kinh doanh và vật lý, nhưng lại không thể nào tìm thấy từ hạn chế tình yêu. Cái thứ hai, dưới góc độ tâm lý học thì một người hoàn toàn không có khả năng điều khiển tâm trí của người khác. Một tổ chức, một doanh nghiệp thì cũng được tạo nên bởi con người, cho nên việc hạn chế tình yêu nơi công sở là điều bất khả thi. Cái thứ ba là chúng ta luôn tìm thấy và nhìn thấy những cái khóa học, những cái quyển sách về việc điều khiển cơn nóng giận của mình hay là điều hướng cảm xúc. Nhưng mà tất cả những thứ đó là dành để cho mình điều khiển bản thân mình, chứ không phải là một người khác. Và cái cuối cùng đó là chưa từng có một case study nào nói về việc một doanh nghiệp có thể phát triển tối đa nếu như hạn chế tình yêu nơi công sở. Cho nên là em cảm thấy với bốn lý do như vậy thì một doanh nghiệp có chiến lược phát triển tốt, họ sẽ tập trung vào cải thiện sản phẩm, cân bằng giữa sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của nhân viên, chứ không dành thời gian vào những việc mà họ hoàn toàn không thể kiểm soát. Em xin cảm ơn ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi phản biện từ phía Thiên Vũ. Ở công ty đầu tiên em làm á, thì là ở công ty này là cấm không cho các thành viên trong công ty yêu nhau. Những cái người mà làm việc chung nhau bắt buộc phải không có mối quan hệ gì cả. Câu hỏi của bạn là gì ạ? Không, ở đây là chị nói là không thể nào hạn chế được tình yêu nơi công sở, và khi hạn chế tình yêu công sở thì chắc chắn sẽ không có được hiệu quả, đúng không ạ? Mình đang nói rõ là doanh nghiệp không nên hạn chế tình yêu nơi công sở, chứ mình không nói là nếu như hạn chế thì sẽ không có được hiệu quả. Tại vì tình yêu, tình cảm là thứ xuất phát từ cảm xúc và lý trí của con người, và nó rất là khó để có thể tạo ra một cái thước đo để đo lường dựa trên nó. Dựa vào cái ví dụ mà bạn vừa đưa ra cho mình á, thì mình có cảm thấy là lãnh đạo có đặt ra những câu hỏi là liệu cái quyết định xét duyệt đó có công khai hay không, thì cái này sẽ không phụ thuộc vào tình cảm giữa vợ và chồng, mà nó phụ thuộc vào năng lực của người chồng và năng lực của người vợ. Xem thử là họ có rõ ràng được tất cả mọi thứ và những cái mà họ trình bày đối với ban lãnh đạo có mang tính thuyết phục hay không, và dựa vào những cái đã từng diễn ra trong lịch sử của họ để đánh giá, chứ sẽ không dựa vào tình cảm. Vậy chị nghĩ sao khi mà sếp của chị là một trong ban lãnh đạo và chị lên chức trưởng phòng và đồng nghiệp sau lưng nói rằng chị lên được chức trưởng phòng là nhờ vào mối quan hệ với sếp, thì chị sẽ xử lý như nào về trường hợp đó? Khi mà mình gặp những cái vấn đề nào đó thì mình thường sẽ chia ra làm hai cái phân mục là thứ mình có thể kiểm soát được và thứ mình không thể kiểm soát được. Thì thứ mình kiểm soát được ở đây là hiệu quả công việc của mình và cái performance trong công việc của mình đối với các sếp, và thứ mình không kiểm soát được tức là lời ăn tiếng nói của những người đằng sau lưng. Cho nên là mình chỉ làm tốt việc của mình thôi, và cái thời gian, cái kết quả công việc của mình sẽ trả lời. Vậy có nghĩa là em vẫn chưa hiểu là cái hướng giải quyết của chị như nào đối với đồng nghiệp ạ? Đó là chị im lặng hay là chị sẽ phản bác? Mình sẽ không quan tâm, mình không giải thích bất kỳ điều gì hết. Tôi nghĩ rằng là các bạn cũng đã hỏi những câu hay và cũng đưa ra những trường hợp
mà nó không phải là không xảy ra tại các doanh nghiệp. Vậy thì bây giờ sẽ là những câu hỏi từ phía các sếp dành cho hai ứng viên ạ. Nó có một cái tình huống xảy ra như sau, đó là bạn và một đồng nghiệp nữa cùng giới lại yêu một bạn khác giới ở trong cái tổ chức mà các bạn đang làm việc. Nhưng kết quả cuối cùng bạn là người cô đơn bởi vì hai bạn đó đến được với nhau. Như vậy nếu là các bạn rơi vào trường hợp như vậy thì các bạn sẽ chọn giải pháp là rời khỏi tổ chức hay vẫn tiếp tục tồn tại và cống hiến tổ chức? Ở trong công việc và tình yêu chúng ta sẽ phân biệt rõ cái mục đích là gì. Ở trong công việc chúng ta phải hoàn thành tốt chỉ tiêu mình đưa ra. Còn trong tình yêu đó là những cảm xúc mà mình mang lại được ở bên cạnh những người mình thương yêu. Và em đang tách biệt hoàn toàn hai trường hợp với nhau. Trong trường hợp mà em và một bạn cùng quen một người trong công ty nhưng mà người đó lại quen người kia, thì đối với em, trong công việc em vẫn hoàn thành tốt những công việc của mình, vẫn đối xử như hai người kia như là đồng nghiệp. Nhưng mà có thể là ở sau cái công việc thì em có thể là chúc phúc cho hai người đó hay nói chuyện với hai người đó như là như bình thường thôi ạ. Làm sao được? Làm sao có chuyện đó? Dạ em đã từng rồi ạ. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Hay dữ vậy. Trái tim này vĩ đại lắm. Quá vĩ đại nha. Tình địch là phải coi như kẻ thù chứ. Dạ theo em nghĩ thì cái biện pháp mà mỗi người đưa ra sẽ dựa vào cái thứ tự ưu tiên của con người đó tại mọi thời điểm trong cuộc đời. Ví dụ như là em vào cái thời điểm đó, khi mà em là một người đang cần rất là nhiều tình yêu thương và em nghĩ là nếu mà không có người này thì em không thể nào mà em tiếp tục công việc được, thì em sẽ bắt buộc phải rời khỏi tổ chức để bảo vệ trái tim của mình. Còn như nếu như đặt trường hợp đó là một cái thời điểm mà em ở hiện tại 31 tuổi, biết mình muốn gì, mình cần gì và mình có thể đóng góp được gì cho doanh nghiệp và cái sứ mệnh của mình ở đây là cái gì, thì cái chuyện tình yêu nó sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu của em vào lúc đó nữa. Cái việc mà cái bạn kia yêu ai thì không phải là cái điều em có thể điều khiển được. Cho nên nếu bạn đã chọn bạn kia rồi thì em phải nén nỗi đau mà em làm tiếp thôi ạ. Em ơi, em nuôi con gì ở nhà nhỉ? Dạ, em nuôi chó và mèo ạ. Em đi xe máy loại gì? Dạ, em đi là Kawasaki, Honda với là Yamaha. Bao nhiêu phân khối? Dạ, 650, 1000. Em vừa đọc quyển sách gì xong? Thì em đọc cuốn sách đó là Kế Hoạch Làm Việc. Có nghĩa là một cuốn sách em đọc đi đọc lại nhiều lần. Có thể là cái kỹ lượng kiến thức đó ở trong giai đoạn đó em chỉ dùng được là 30%, nhưng mà giai đoạn sau thì em có thể là dùng được 40-50%. Và cũng như là lâu lâu em sẽ review lại cuốn sách đó để xem thử là mình làm được gì trong những cuốn sách đó. Em không đọc quá nhiều sách nhưng mà em đọc một cuốn hay hai cuốn trong nhiều lần. Em tập võ là môn gì nhỉ? Bình Định là có võ cổ truyền. Sau đó thì em vô đại học em học là Vô Việt Nam. Sau đó em học boxing, Muay Thái. Vâng, thế thì bạn hoàn toàn có thể đi thi đấu MMA được rồi đấy. Bởi vì võ cổ truyền cộng với boxing cộng với Muay với Vô Việt Nam là có cả kẹp cổ này, đấy, có cả trỏ này, gối này. Đấy, thế thì mà lại còn mang cái gốc là võ cổ truyền nữa thì tôi hoàn toàn có thể mời bạn sang thi đấu MMA bên giải của tôi. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng việc phát sinh tình cảm trong công sở giữa con người với con người là điều không thể tránh khỏi trong một doanh nghiệp hay trong một tổ chức. Nhìn về mặt tích cực, nếu như có hai người cùng một cơ quan, cùng một doanh nghiệp yêu nhau, họ sẽ tiết kiệm được thời gian của chính mình trong việc gặp gỡ nhau. Và họ sẽ dành thời gian nhiều hơn cho công việc cũng như hiểu ý nhau cho công việc. Nhưng mà mặt trái của nó đôi khi cũng sẽ làm cho chúng ta mất phương hướng và đôi khi ảnh hưởng trực tiếp tới công việc. Cái này nó phụ thuộc vào tư duy của những người đứng đầu các doanh nghiệp cũng như phụ thuộc vào cái sự kiểm soát của các nhân viên trong doanh nghiệp đó. Nhưng đây là một lẽ tự nhiên khó có thể kiểm soát, đấy là quan điểm của chúng tôi. Còn với các quý vị khán giả hay các ứng viên thì mỗi người cũng đều có những cái lý của mình. Bây giờ sẽ là lúc mà các sếp sẽ chọn xem cái lý của ai thuyết phục các sếp hơn. Và hãy lựa chọn để ứng viên đi tiếp. Xin mời. Kết quả đã có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ứng viên nào sẽ đi tiếp. Vâng, người đi tiếp đó chính là Huỳnh Hà My với 3/5 phiếu từ các sếp, xin được chúc mừng. Vâng, 3/5 phiếu và đối thủ của Hà My, Thiên Vũ, có 2/5 phiếu. Điều đó chứng tỏ em cũng đã có một cái thiện cảm cũng như đã chinh phục được gần một nửa số các sếp ở đây. Em toàn những ý thích mà anh cũng thích. Anh cũng học võ, anh cũng đi xe phân khối lớn, anh nuôi mèo cũng có tiếng luôn, thường xuyên là quảng cáo về sách. Mình có rất là nhiều điểm chung.
Có mỗi là đến giờ này chưa thuộc về nhau thôi. Dạ, vừa em với sếp có thêm một quan điểm nữa, đó là về khả năng tự học. Thì em cũng chia sẻ luôn là từ lúc mà em làm việc tới giờ, em chưa có một người sếp gọi là đúng nghĩa. Hoàn toàn là em tự học, có thể là em thấy công việc của em cần cái gì, thiếu cái gì em sẽ tự bù đắp. Không, anh có một cái lời khuyên cho em. Khi mà người học trò sẵn sàng là người thầy sẽ xuất hiện. Nên sách cũng là một người thầy, nhưng mà nếu mình có được nhiều người thầy hơn nữa thì càng tốt. Của anh là một trong hai người bấm chọn em đó. Cái anh thích là cái tư duy rất là thẳng thắn của em, tức là rất là khoa học. Em nói thẳng vào vấn đề và cái lý luận của em nó rất là rõ ràng, có cái điểm đi trước và có điểm backup đằng sau. Anh nhìn cái CV của em thì anh thấy là em đi theo ngành trade marketing và channel development từ đó đến giờ, được không? Dạ, đúng rồi. Có nghĩa là em rất yêu thích cái này. Em biết là trade marketing, cái nguồn gốc xuất phát nó từ đâu không? Tại sao nó lại có? Người ta nói về marketing, người ta nói về quảng cáo đủ thứ hết, nhưng mà từ đâu nó xuất phát ra trade marketing, em biết không? Dạ, em nghĩ trade marketing xuất phát là từ nhu cầu của công ty. Không phải. Như vậy là em yêu chưa đủ rồi. Tức là trade marketing nó xuất phát từ việc là có nhiều công ty hoạt động trong một số lĩnh vực bị cấm không được quảng cáo trên TV, không được quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng. Và những công ty đó bắt đầu phát triển ra một cái ngành marketing mới, nó gọi là trade marketing. Có nghĩa là dùng những người bán hàng để quảng cáo cho mình và không bị cấm đưa lên TV. Thì đó là những công ty liên quan tới rượu, bia, thuốc lá, là những công ty đầu tiên đưa ra cái khái niệm về trade marketing. Đúng không? Thì cách đây 20 năm á, anh là người một trong những lãnh đạo hàng đầu của một cái, trong những tất cả những cái nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng ở Việt Nam bây giờ, chỉ được làm trade marketing thôi, làm thông qua tất cả những kênh từ xe thuốc ở ngoài đường cho tới Horeca, tức là hotel, cà phê, restaurant, cho tới tất cả những cái kênh về siêu thị v.v. Thì anh nghĩ anh thích cái cách tiếp cận của em, anh có cái cơ hội để cho em có thể tiếp tục học và làm việc được trong cái ngành mà em mong muốn. Thì anh nghĩ là anh có cái vị trí về trade marketing, anh có thể offer cho em cái vị trí đấy để em có thể phát triển cùng với công ty của Asim Telecom. Và bạn đã có một người thầy thật sự ở kia rồi. Và bạn có đón nhận cơ hội này không từ sếp Chí? Dạ chắc chắn là có ạ. Chắc chắn là có, chúc mừng bạn. Và này khoan, anh còn hỏi nữa. Hồi nãy anh Tiến hỏi em là đi xe gì á. Dạ. Anh hỏi em là mô tô em chạy là em chạy dòng gì? Em chạy dòng gì? Dạ em chạy là Naked Spy và Sport Bike. Naked Spy với Sport Bike đó. Thì dạ, em biết là dân chơi mô tô sẽ hỏi là dòng gì, chứ không hỏi xe gì đâu. Được okay. Không? Xe... Anh thì chạy Adventure, anh chạy Sport Bike. Đó là dạ, mấy cái dòng anh sẽ chạy. Vâng. Hôm nay bạn dừng lại nhưng bạn đang lãi đấy. Bởi vì bạn đã có được đáp án của điều bạn mong muốn. Và hy vọng với việc mà bạn sẽ luôn luôn tạo cơ hội cho chính mình thì bạn sẽ có nhiều thành công hơn nữa. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc bạn may mắn và là một người học trò xuất sắc của sếp Chí. Dạ, cảm ơn sếp ạ. Về ẩm thực thì bạn biết rồi, có sếp Dũng. Về truyền thông, có sếp Chí, có sếp Tiến. Về làm hình ảnh, thương hiệu, đương nhiên sếp Nga quá quan tâm. Trong khi đó thì doanh nghiệp của sếp Quyền đã có hẳn một bộ phận, một công ty media để bạn có thể sáng tạo. Và bạn có xứng đáng với sự kỳ vọng của các sếp hay không? Chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng 2, chinh phục. Chúng ta cùng đến với vòng chinh phục. Và trước khi đến với những thử thách thì xin được mời ứng viên hãy nhập mức lương kỳ vọng và hãy đưa ra một con số để bạn có cơ hội. Vâng, mức lương kỳ vọng đã được gửi về hệ thống của chúng tôi. Hãy cùng xem ứng viên của chúng ta sẽ vượt qua những thử thách của các sếp như thế nào. Mời bạn. Tôi hỏi luôn, bạn đang có một công việc ở một nơi làm việc đáng mơ ước. Một loại công việc mà nó kết hợp giữa chuyện là làm việc rất hay ho nhưng lại được thỏa mãn bản thân, lại được ăn ngon, lại được đến những nơi mà tôi thật, những nơi bạn đến tôi cũng mơ ước. Tôi thấy không có một lý do gì để bạn
đến đây để tìm một việc làm mới? Hay là bạn đang đi quảng cáo cho kênh YouTube của bạn? Dạ, thật sự thì em đã ngừng hợp tác với lại Best Ever Food Review Show vào tháng 6 năm nay rồi ạ. Và có hai lý do để em rời kênh. Thì lý do thứ nhất là cái team của em làm á, thì khi mà em chuẩn bị chuyến đi cho mọi người ra một nước ngoài để làm một cái series về ẩm thực á, chỉ có 4 người thôi. Thì em nghĩ là mình có khả năng và mình có năng lực để làm được nhiều điều hơn như vậy nữa, để có thể lo cho một team có quy mô lớn hơn như vậy nữa. Cho nên là em muốn thử quăng mình vào đại dương xem thử như thế nào. Và lý do thứ hai là em là người đồng hành với anh Sony, anh William từ cái lúc kênh chỉ có 20.000 lượt theo dõi thôi. Và em là người thứ hai tham gia kênh chung với ảnh. Thì em là người giúp ảnh tìm kiếm những cái nhân tài, những cái người để tạo thành một team có 15 người ở thời điểm hiện tại. Em nghĩ là sứ mệnh của mình là kết nối mọi người, có thể là support thêm nhiều team khác nữa, có thể truyền được những cái lửa làm việc của em mà em đã học được từ team của anh Sony. Cái vị trí của em lúc mà em làm ở trong đấy, nhiệm vụ cụ thể là gì My? Vị trí của em có tên là Video Producer. Kênh của bên em thường là kênh là một kênh ẩm thực. Thì mỗi tháng sẽ có một nhiệm vụ là đi đến một quốc gia khác, một vùng đất khác để làm một cái series gồm 8 hoặc là 10 video về con người, văn hóa và ẩm thực của quốc gia đó. Vai trò của một producer là giống như cả kênh là so sánh là một đoàn tàu. Thì Sony là người là đầu tàu, những bạn khác là những toa tàu khác, thì producer là cái bánh răng móc nối giữa các toa tàu lại với nhau. Thì em thường sẽ là người lo toàn bộ mọi thứ từ A đến Z luôn, từ visa cho đến vé máy bay, cho đến tìm kiếm những người địa phương ở nước ngoài, ví dụ như là Pakistan, thì em phải là người tìm kiếm những người địa phương ở Pakistan giúp em sản xuất được những video ở Pakistan. Sau đó thì em sẽ phải tìm kiếm, research những cái chủ đề mà em có thể làm ở quốc gia đó, làm thế nào để làm nổi bật được nét văn hóa của họ, về con người của họ, về danh lam thắng cảnh của họ. Đồng thời em cũng là người trực tiếp tham gia đi cùng với team đến đất nước đó để đảm bảo là tất cả mọi thứ em đã lên kế hoạch, là từ lịch quay cho đến món ăn, cho tới nhà hàng, cho tới đầu bếp, đều phải đúng theo những điều mà em đã vạch ra. Chị thấy là em đang sản xuất những video trên nền tảng YouTube là chủ yếu đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì chị đang xem cái TikTok kênh của em thì cái lượng follow rất là ít. Những cái video ngắn nó đang tức là rất là thịnh hành, thì tại sao cái kênh của em không có phát triển ở trên TikTok nhỉ? Cái chiến lược của anh Sony là cái người chủ kênh á, ảnh chỉ tập trung vào YouTube thôi. Và những cái công cụ khác như là Facebook hay là TikTok hay là Instagram thường chỉ là những công cụ bổ trợ. Tại vì hiện tại team cũng khá là nhỏ, cho nên là ảnh muốn tập trung toàn bộ nguồn lực. Tại vì YouTube cũng là cái nguồn thu nhập chính của ảnh để ảnh có thể nuôi toàn bộ mọi người trong team. Và khi mà ảnh cân đo đong đếm thì ảnh cảm thấy nếu mà phân bố nguồn lực qua những kênh khác, những kênh phụ khác mà làm sao nhãn kênh chính và làm giảm cái độ hiệu quả của kênh chính thì cả kênh sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là ảnh quyết định là gác TikTok và các kênh khác lại qua một bên. Facebook cũng bắt đầu đẩy mạnh những cái video ngắn đấy. Thế thì em có nghĩ cái xu hướng là video ngắn có thể thay thế những cái video trên YouTube không? Theo ý kiến của em á, thì mỗi cái loại nội dung nó sẽ phù hợp với lại độ dài của một video nhất định. Ví dụ như những video của bên em làm thì trên YouTube thường sẽ có độ dài từ 18 đến 20 phút. Thì có, đó là cái độ dài hoàn hảo nhất để bên em có thể truyền tải được hết tất cả những nội dung và giáo dục khán giả, giáo dục người xem về văn hóa, địa phương và ẩm thực của một quốc gia. Còn ví dụ như những video ngắn ở trên YouTube và TikTok thì em nghĩ là đó là những cái nơi mà mình có thể highlight, mình có thể làm nổi bật lên và mình dùng đó để làm công cụ quảng bá cho những cái video trực tiếp, những video lớn mà mình đang tập trung nguồn lực vào để mình sản xuất ạ. Khi mà em chuyển đổi công việc đó thì em mong muốn tìm kiếm một cái công việc nó như thế nào? Em cảm ơn anh rất là nhiều, em đang chờ cái câu hỏi này. Anh biết em đang chờ nên anh phải hỏi. Dạ, thì khi mà em đã làm việc cho cái kênh này được 5 năm rồi á, thì em tự thấy được là cái tiêu chuẩn về team, về lãnh đạo và về cái phong cách làm việc của em nó cũng rất là khác. Tức là bây giờ em đang thật sự tìm một team mà ở đó mọi người thật sự là gắn kết với nhau, có cùng một vision, có cùng một tầm nhìn. Mà để làm được cái điều đó thì lãnh đạo phải là một người cực kỳ thông minh và họ không chỉ tập trung vào chuyện là kiếm ra lợi nhuận bao nhiêu tiền trong bao nhiêu thời gian, mà họ tập trung vào sức khỏe tinh thần và việc cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc cho team. Thì em đang tìm một cái môi trường như vậy. Và đồng thời thì những cái dự án của team đó cũng cần phải đủ độ lớn, tức là đủ cái độ
bận rộn để em có thể thể hiện cống hiến cái tài năng của mình. Bởi vì em biết là cái mức lương em nhập vào đây nhiều khi mọi người sẽ nghĩ là nó rất là hoang đường, rất là fancy này nọ, nhưng mà em biết là em có thể mang lại những cái gì. Em có thể nói rõ hơn cái vị trí mong muốn được không? Em nghĩ là các sếp cũng nhận thấy thì content marketing hay là video marketing nó cũng đang là một xu thế đang lên ở hiện nay. Thì em nghĩ là mình sẽ có hai hướng. Thứ nhất, nếu như mà các sếp đã có một team marketing ở trong tập đoàn của các sếp rồi thì em có thể về team của các sếp, về cái team marketing, và em giúp mọi người tối ưu hóa những cái chiến dịch mà họ đang làm. Em sẽ tham gia vào những cái chiến dịch về sáng tạo về nội dung, đặc biệt là có liên quan đến video, vì em biết được là những cái chi tiết nào cần tập trung và những cái gì mình đang thiếu sót để mình có thể bổ sung vô và hoàn thiện hơn cái chiến dịch đó. Còn một hướng thứ hai là nếu như các sếp rất quan tâm đến video marketing mà các sếp chưa có một đội ngũ nào trong công ty đang thực hiện điều đó, thì các sếp mang em về với đội của các sếp thì em sẽ tạo dựng một team mà em chắc chắn là ở đó chuyên môn tốt, mà mọi người cũng sẽ rất là vui vẻ với nhau. Em có tự tin là em làm được trưởng phòng marketing hay là giám đốc marketing không? Em nghĩ là trưởng phòng marketing thì họ cần phải có một cái kiến thức tổng quan, họ đã phải thực nghiệm rất là nhiều trong nhiều cái công cụ marketing khác nhau. Bản thân em thì chỉ có kinh nghiệm ở một nhánh duy nhất của marketing là video marketing thôi. Cho nên nếu như mà ngay tại thời điểm hiện tại thì em cảm thấy không tự tin nếu mà em nhận cái nhiệm vụ đó, mà em lại cho chị một cái wrong expectation, là một cái mong đợi không có đúng với lại những cái mà em có thể đóng góp, thì em lại không muốn điều đó ạ. Dạ. Em thì rất tốt, nhưng mà anh thì rất tiếc vì em tốt quá. Cái khả năng mà về team thì nó hơi khó. Khả năng anh nghĩ là hợp tác sau này, hợp tác với công ty thì nó hiện hữu hơn. Yeah. Anh vẫn mong là có cái cơ hội để hợp tác với em sau này. Yeah. Và anh nghĩ là sẽ hiệu quả. Còn để mà lập một cái team em phụ trách thì hiện nay nó chưa có đủ điều kiện. Yeah. Yeah. Rất là cảm ơn em. Yeah. Em cảm ơn anh. Em cũng muốn nói là nếu như em hoàn toàn có thể giúp đỡ hoặc là tư vấn về tất cả mọi thứ liên quan đến video, nếu như mà bên doanh nghiệp anh có muốn sự hỗ trợ của em thì em hoàn toàn sẵn sàng thôi ạ, không có câu nệ gì hết ạ. Cũng như các sếp ở đây luôn. Vâng, và tôi tin rằng ở đây có các sếp đang rất cần một nhân sự để xây dựng đội ngũ, đội nhóm như thế này. Một người có trải nghiệm thật sự, thực chiến, có thể bằng cấp bình thường không có, nhưng thực chiến là cực kỳ quan trọng thưa các sếp, đặc biệt là trong nghề của chúng tôi, nghề truyền hình, nghề truyền thông, thực chiến là cực kỳ quan trọng. Vì mọi thứ kiến thức chúng ta đọc trong sách, học trên ghế nhà trường, nó sẽ trở thành cũ ngay lập tức theo thời cuộc khi chúng ta bước chân ra khỏi ghế nhà trường và gấp cuốn sách lại. Vì thế mà một nhân sự rất rất đáng để các sếp lựa chọn đấy ạ. Và bây giờ xin được mời các sếp hãy đưa ra màu đen. Vâng, như vậy là chúng ta có hai đèn xanh của hai sếp Quyền và sếp Lưu Nga, vừa đủ để ứng viên của chúng ta đi tiếp vào vòng cuối cùng của Cơ hội cho ai, Who Chance, mùa thứ tư. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với những thỏa thuận mà các sếp sẽ đưa ra dành cho ứng viên, những thỏa thuận hấp dẫn để thu hút họ trước khi đưa ra những con số và vị trí cuối cùng gửi về cho hệ thống của chúng tôi. Những gì mà em thể hiện và những gì em trình bày hồi nãy giờ thì rất là trùng với cái nhu cầu của công ty chị. Vì vậy cho nên chị sẽ offer cho em vị trí là phụ trách team marketing video. Đối với tập đoàn Thắng Lợi Group của tụi anh thì bằng cấp nó không phải quyết định. Anh offer cho em một cái vị trí, đó là vị trí giám đốc sản xuất. Mà cụ thể ở đây là cùng với anh để xây dựng một hoặc nhiều kênh YouTube. Ở đây thì anh không có áp lực về phải kiếm tiền. Hoàn toàn những cái kênh YouTube này thì anh muốn tạo ra. Và mục tiêu anh cũng không có phải là 5 triệu hay 10 triệu lượt subscribe đâu. Anh chỉ hướng đến là 1 triệu subscribe là được rồi. Mà cái kênh này có cái sứ mệnh đó là cung cấp thật nhiều cái thông tin giá trị, những cái nội dung giá trị dành cho những quý khách hàng mà tụi anh hướng đến, cũng như là các anh em đồng nghiệp, cán bộ công nhân viên 1.000 anh em trong tổ chức của tụi anh. Anh có một cái công ty về truyền thông thì hầu như các ekip về sản xuất hay mọi thứ thì nó đã có. Tuy nhiên vẫn welcome những cái người mà em cảm thấy phù hợp, bởi vì khi em ở vị trí này thì em sẽ được quyết định bạn nào lên cái team này, và em sẽ là cái người quản lý cái đội nhóm này để làm sao mà chúng ta có thể tác chiến được
Đó là công việc thứ nhất. Công việc thứ hai nữa thì dựa vào cái kinh nghiệm của em thì em sẽ tham vấn cho anh. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng tôi xin được mời sếp Quyền và sếp Nga sẽ đưa ra những con số và vị trí dành cho ứng viên gửi về hệ thống. Xin mời. Anh bấm đèn đỏ vì lý do là anh đang bị hăm dọa. Thành ra thôi mình tránh ra vậy. Tôi biết là anh Tiến anh bấm đèn đỏ có lý do, bởi vì là anh ấy muốn nhường cho đồng minh của anh ấy. Anh ấy cũng đã liên kết rồi, liên minh rồi, nhưng mà chưa đạt được cái mục đích của liên minh, nên là anh ấy bước lùi xuống để nhường liên minh của mình đi lên trước. Thực đang ra bị hăm dọa, đang bị hăm dọa. Nhưng mà thực ra nghề của em ấy, nên làm ở chỗ anh, nó mới thỏa chí. Đúng rồi, chính xác, em đang định nói. Nhưng mà không sao, em sẽ đến với một trải nghiệm khác nếu như em về với sếp Lưu Nga. Yeah. Bởi vì em đang làm ẩm thực, bây giờ em sẽ chuyển sang làm thời trang. Đó là một góc nhìn khác, đó là những kiến thức khác và nó sẽ làm cho em thú vị đấy. Không nhưng em làm ẩm thực đâu. Anh công nhận ở chỗ chị Nga có cái hay. Em đã đi những nước ở trên thế giới, nhưng mà với chị Nga thì em sẽ được đặt chân đến từng mảnh đất ở trên nước mình. Chị là cũng đi tất cả các nước mà em vừa nói rồi. Yeah. Cho nên mà chị làm thời trang cũng giống như ẩm thực thôi, mình phải đi nhiều mình mới biết nhiều được. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả cũng như mức lương kỳ vọng mà ứng viên đã đưa ra. Xin mời Hà My sẽ lại gần đây với tôi. Mức lương kỳ vọng mà ứng viên đưa ra đó là 45 triệu. Đó là mức lương kỳ vọng của ứng viên. Hãy cùng xem hai sếp của chúng ta sẽ dành cho bạn cái sự đãi ngộ như thế nào. Xin mời. Vâng, sếp Nguyễn Thanh Quyền, vị trí giám đốc sản xuất truyền hình, mức lương 38.686.868 đồng. Một mức lương không hề thấp, nhưng rõ ràng nó không bằng và cao hơn mức lương kỳ vọng của bạn. Bạn chưa có cơ hội nào, bây giờ sẽ là sếp Lưu Nga. Hãy cùng xem sếp Lưu Nga. Sếp Lưu Nga có dành cho bạn tình cảm thật lớn hay không? Hãy cùng xem mức lương nào. Sếp Lưu Nga chơi lớn rồi. Chơi lớn rồi. Thật sự là chơi rất lớn. Vị trí phụ trách team marketing video, mức lương 50 triệu đồng. Vâng, sếp Lưu Nga đang khao khát người ở lĩnh vực này để làm mới doanh nghiệp của mình. Và bây giờ sẽ là thời gian của bạn dành cho sếp Lưu Nga hỏi kỹ hơn về công việc. Xin mời. Dạ, đầu tiên thì em rất là cảm ơn anh Quyền đã dành cho em rất là nhiều sự ưu ái. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn chị Lưu Nga thì em xem rất là nhiều mùa của Cơ hội cho ai. Thì em thấy là để mà chị có thể đặt ra một cái mức lương này và chiêu mộ một người về với team của chị là một điều rất khó. Và em cũng cảm thấy hôm nay giống như là một cái chiến công gì đó của em vì đã thuyết phục được chị. Và với một cái mức lương rất là cao như thế này thì em cũng rất cảm ơn tình cảm của chị ạ. Em có một vài câu hỏi cho chị ạ. Chị nghĩ như thế nào về một cái tư duy của một người làm sếp thường là, em xin phép nói cái câu tiếng Anh trước là bring me solution not the problem, nghĩa là phải mang cái phương pháp tới cho tôi chứ đừng có mang problem tới cho tôi. Thì chị nghĩ như thế nào về cái tư duy như vậy của một người sếp ạ? Cá nhân chị thì chị giải quyết vấn đề qua những cái giải pháp, cho nên chị không yêu cầu nhân viên của chị đừng mang vấn đề đến cho chị, bởi vì chị nghĩ rằng là tất cả nhân viên có thể trưởng thành qua những vấn đề, tìm được giải pháp tốt nhất qua những cái vấn đề mà mình gặp phải. Theo chị thì là cái yếu tố con người á, nó em nghĩ là yếu tố con người đóng một vai trò rất quan trọng trong thành công của một doanh nghiệp. Thì chị nhìn vào một cái tập thể nào thì chị có thể biết được là tập thể đó sẽ giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững ạ? Sự gắn bó và cái sự tình yêu của cái tập thể đó đối với thương hiệu của mình, đối với người lãnh đạo của mình. Câu hỏi cuối cùng là em không biết là yếu tố đa văn hóa, đa quốc gia ở công ty mình như thế nào hả chị? Tức là em có được làm việc với lại những người nước ngoài để trau dồi cái khả năng tiếng Anh bên của chị em? Bên chị thì lãnh đạo là người Nhật là chủ yếu. Yeah. Có người Nhật, người Singapore và người Trung Quốc. Dạ. Yeah.
Tức là khi mà em về làm việc thì sẽ làm việc trực tiếp với lại các lãnh đạo đó ạ? Dạ, tức là em làm việc ở Hà Nội hay ở Sài Gòn ạ? Em làm việc ở Hà Nội. Chị nghĩ rằng với vai trò của em sẽ đi rất là nhiều nơi đó. Dạ. Bởi vì là chúng ta sẽ cùng xây dựng lên một cái kênh, một cái team mà nó đối với thời trang thì nó thực sự là nó rất là có giá trị để truyền bá đến khách hàng qua những cái hình ảnh, qua những cái video mà chúng ta làm nên. Dạ, em cảm ơn câu trả lời của chị ạ. Và bây giờ chúng tôi vẫn sẽ hỏi, ứng viên bạn có đồng ý với những thỏa thuận mà doanh nghiệp đưa ra hay không? Và nếu như bạn đồng ý thì bạn sẽ thuộc về doanh nghiệp. Và chị nghĩ rằng thế này này, tức là bên chị á, thì làm ở văn phòng chính là ở Hà Nội, gần như là các KOL và các cái đối tác về truyền thông marketing như là photo hay là các cái team stylist hay là các cái chương trình truyền hình lớn, chị Nga đang phải bay vào đây để tham dự những cái chương trình như thế này. Yeah. Cho nên mà sau này thì khi mà em đã có được một cái vị trí và một cái cách làm tốt rồi á, thì em có thể ở hai nơi. Dạ, yeah, em cảm ơn chị. Cái vấn đề duy nhất ở đây hiện tại làm cho em đang cảm thấy đắn đo là việc nơi làm việc thôi ạ. Hồ Chí Minh thì em không cần phải thương lượng, bởi vì cái team của em không thể làm việc một mình được. Và cái team đó cần phải, như em nói là cần phải có rất là nhiều người. Chị không thể xóa sổ cái team của chị hiện tại để mà mua tất cả mọi người vào trong Hồ Chí Minh được. Dạ, yeah, dạ, yeah, em hoàn toàn hiểu cái chuyện đó. Cho nên là thôi để em đưa ra câu trả lời cuối cùng luôn ạ. Rồi, xin mời bạn. Em không biết nói từ gì để em diễn tả cảm xúc của em lúc này, nhưng mà em chỉ muốn nói là em rất cảm ơn chị Nga, anh Quyền và tất cả các sếp còn lại đã yêu thương em. Hiện tại thì ưu tiên hàng đầu của em vẫn không phải là công việc với mức lương cao, nhưng mà lại rời xa gia đình của em và những cái cội nguồn của em ở đây. Và em xin phép là cho anh có ý kiến. Vâng, mời sếp Chí. Anh thấy cái cặp này là rất hợp với nhau rồi. Bên là em thì em thấy tình cảm của chị Nga rồi. Yeah. Mà sếp Nga thì đang cần một cái vị trí như vậy để xây dựng. Thì anh nghĩ cái mục tiêu của chương trình này là làm sao để ráp được những cái đó lại với nhau. Thì đối với trường hợp này, anh nghĩ là em cũng đừng vội đưa ra cái kết luận này, chỉ vì cái em nghĩ là cái vị trí làm việc của em nó sẽ phải ở Hà Nội á, thì là em sẽ phải ở Hà Nội 100% đâu, đúng không? Thì em với chị Nga có thể thương thảo với nhau về cái cách, cái thời gian em sẽ phải ở Hà Nội trong một tháng. Vì trước sau gì á Nga, là cũng sẽ phải vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc mà. Hành chánh Hà Nội thì có thể là 2 tuần, 3 tuần, 2 tuần, xong rồi 1 tuần em vào đây em cũng phải làm việc sản xuất mà. Em cứ thử đi một lần ra Hà Nội để dành một cái thời gian để tạo ra một cái team cho mình. Đây cũng là một cái cơ hội nhưng cũng là một cái thách thức cho em. Chị hiểu cái cảm giác của em, rất là khó để mà một người thành phố Hồ Chí Minh dịch chuyển ra Hà Nội, rất là khó, nhưng chị cũng đã từng làm như vậy khi 24 tuổi. Và anh cũng từ Sài Gòn ra Hà Nội nè. Nhưng mà anh nghĩ em nên nhận cái offer này. Ở Hồ Chí Minh chị Lưu Nga cũng có rất là nhiều team mà đang làm những cái việc như thế này. Nhưng mà để cho hiệu quả công việc thì em nên ra Hà Nội để kết nối với ban lãnh đạo. Đó cũng là một cái cơ hội rất là lớn của em. Rồi và bây giờ sẽ là quyết định cuối cùng của ứng viên. Bạn sẽ quyết định thế nào? Chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn và bây giờ sẽ là quyết định. Thì em lựa chọn. Ở lại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em xin cảm ơn sếp Nga và sếp Quyền rất là nhiều ạ. Vâng. Chúng ta tôn trọng quyết định của ứng viên. Và thưa quý vị, lần đầu tiên tôi không biết là có đúng không, nhưng từ khi tôi đứng ở vị trí này trong chương trình Cơ hội cho ai từ mùa thứ hai, thì đây là lần đầu tiên có một ứng viên khi đã nhận được những điều kiện để có thể về với doanh nghiệp nhưng vì những lý do cá nhân đã không nhận offer này từ phía doanh nghiệp. Và đó là điều hết sức bình thường. Trong cuộc sống, tất cả mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi nó có hai chiều mà thôi. Chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn, chúc bạn những điều may mắn. Tôi sẽ lại gần bạn. Bạn dũng cảm đấy. Không nhiều những ứng viên tới đây từ chối một mức lương cao như vậy, một vị trí như vậy. Nhưng bạn là một người có sự kiên định trong cuộc sống. Bạn biết
bạn đang ưu tiên điều gì trong quãng đường đời của mình. Và tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có lý do. Đúng sai hãy để thời gian, và dù đúng dù sai thì đó vẫn là quyết định của bạn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc bạn sẽ tìm được một công việc, tìm được một cơ hội, đạt được mọi yêu cầu và mong muốn của bạn đề ra trong chặng đường đời này. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dạ em cảm ơn các sếp ạ. Khi mà nhận được offer 50 triệu từ sếp Nga thì mình khá là sốc. Thì mình cũng có thấy là sếp Nga có những tiêu chuẩn rất cao trong việc yêu cầu những cái nhân sự về với lại tập đoàn Elite. Mình tiếc là mình gặp sếp Nga ở một cái thời điểm mà mình ưu tiên những thứ khác trong cuộc đời mình hơn là một công việc với một mức lương cao nhưng mà lại phải công tác ở Hà Nội. Tại vì mình biết rõ được là bản thân mình ở thời điểm này của cuộc đời mình thì mình muốn cái gì, mình cần cái gì. Mình hy vọng là chị Nga không có giận mình. Tôi vẫn nói rằng mọi thứ trong cuộc sống này, mọi mối quan hệ đều chỉ có ý nghĩa khi không phải là đường một chiều. Và ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy rằng các sếp đã dành cho ứng viên rất nhiều những tình cảm. Nhưng ngược lại, chiều ngược lại thì ứng viên đã có những dự định và có những mong muốn khác. Và chúng ta phải tôn trọng các ứng viên. Và chúng ta để thấy được rằng không chỉ các sếp chọn ứng viên đâu. Ứng viên đến với chương trình hoàn toàn có điều kiện để lựa chọn doanh nghiệp và lựa chọn cơ hội cho mình. Chào Lưu Fire, khi mà áp dụng vào các bạn có thu nhập thấp thì nên tiết kiệm hay đầu tư? Không phải là nên tiết kiệm hay là nên đầu tư mà nên cố gắng cân bằng cả hai. Mình không hoàn toàn đồng ý với vế nghỉ hưu sớm bởi vì tiền nhiều rồi cũng sẽ hết. Mỗi con người chỉ có một cuộc đời thôi và chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn cái cách sống như thế nào. Với lãi suất như hiện nay ấy, là lúc nào em cũng phải có 4-5 tỷ để ngân hàng. Hoặc là những người mà sinh ra là ngậm chìa vàng, xuất phát từ vạch đích, họ chạy lùi mới gặp em. Em lựa chọn việc sử dụng KPI. Khi xác định lương thì nên áp dụng KPI. Chị Nga rất là mong muốn em sẽ lựa chọn chị để chị có thể biến em trở thành một brand manager. Em có thể được đi khắp thế giới.